các bạn đến với series Mở Đường Dẫn Lối, series phỏng vấn những người làm nghề tạo tác động xã hội đầu tiên tại Việt Nam do Dear Community sản xuất. Trong mùa 2 lần này, series sẽ chia sẻ những giải pháp phát triển bền vững của các doanh nghiệp và tổ chức tiên phong thông qua câu chuyện làm nghề của các khách mời. Các bạn thử đoán xem hôm nay chúng ta sẽ đến thăm doanh nghiệp hay tổ chức nào nhé. Nông nghiệp là một trong những ngành trọng yếu của nước ta. Tuy nhiên, khi thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng, các bạn trẻ ngày nay có vẻ ngày càng ít quan tâm đến lĩnh vực này. Bạn biết không, phần lớn sản phẩm của người chăn nuôi gia súc, gia cầm được tiêu thụ tại thị trường trong nước. Và đối với ngành nuôi trồng thủy sản thì nước ta xuất khẩu rất nhiều sản phẩm tới Mỹ, châu Âu và các nước châu Á khác. Do đó, trong những năm qua, ngành chăn nuôi nước ta đã phát triển rất nhiều để cạnh tranh được về chất lượng cũng như giá cả với các sản phẩm nhập khẩu vào Việt Nam cũng như cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sức khỏe của vật nuôi và hiệu suất chăn nuôi chính là dinh dưỡng, cụ thể là thức ăn chăn nuôi. Hôm nay các bạn hãy cùng Kelly ghé thăm The Herd với phương châm đồng hành cùng người chăn nuôi địa phương phát triển. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách The Herd áp dụng phương châm này để hỗ trợ giúp người nông dân củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng, tăng giá trị sản phẩm địa phương và khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn và lành mạnh theo hướng bền vững cho người tiêu dùng thế nào nhé. Hello chị Kelly, welcome. Hello em, hôm nay em cảm thấy như thế nào? Hôm nay cảm thấy thật sự rất là vui vì được đón chị Kelly và team Dear Our Community tới thăm văn phòng của The Herd tại châu Á. Emily giới thiệu một chút về mình để các bạn theo dõi chương trình làm quen được không? Hello các bạn, mình là Emily Thủy. Mình làm việc ở The Herd được 11 năm rồi và mình bắt đầu công việc ở đây từ khi còn là một cô bé thực tập. Hiện tại thì mình đang chịu trách nhiệm cho mảng phát triển bền vững tại khu vực châu Á. Với The Herd ở châu Á có trụ sở tại Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Myanmar và Ấn Độ nữa. Chị thật sự rất là hào hứng tham quan văn phòng của The Herd cũng như là lắng nghe câu chuyện thực hành phát triển bền vững của công ty. Dạ, tất nhiên rồi. Mình sẽ đi lối này chị nha. Ok. Văn phòng của em rất là đẹp. Cảm ơn chị Kelly. Em cũng rất là thích văn phòng này. Thì em có thể giải thích hoặc là kỹ hơn chút xíu về công ty The Herd cũng như là tại sao công ty lại quan tâm nhiều về phát triển bền vững. Mới đầu đọc cái tên The Herd thì chị Kelly có thấy hơi khó đọc không? Khá là khó. Dạ, khá là khó. Thì đó là bởi vì đây là một tên riêng, tên họ của gia đình The Herd đến từ Hà Lan. The Herd là một tập đoàn gia đình. Và như chị có thể thấy ở trên bức tranh này thì đây đang là thế hệ thứ 3 và thứ 4 của gia đình. Đây là ông Hanh The Herd, ông Cô The Herd và Kun The Herd. Và hiện tại thì tập đoàn The Herd đang được dưới sự quản lý của ông Cô và ông Kun là thế hệ thứ 4 của gia đình. Thì doanh nghiệp gia đình của The Herd đã bắt đầu từ năm 1911, là hơn 100 năm trước rồi. Vào năm 2011 thì The Herd có một cái vinh dự là được trao tặng danh hiệu Hoàng gia. Và đó là lý do vì sao mà trên logo của The Herd hiện tại bây giờ có một chiếc vương miện nho nhỏ. Và đối với những cái công ty mà được trao tặng danh hiệu Hoàng gia đó thì mình mới được sử dụng chiếc logo này trong logo của công ty. Đối với một doanh nghiệp gia đình, việc phát triển bền vững đó chính là duy trì được một cái môi trường, một cái chuỗi giá trị và một cái business khỏe mạnh để mà có thể truyền lại cho thế hệ con cháu của mình. Và đó là lý do The Herd rất là coi trọng cái việc làm sao để mình phát triển bền vững và duy trì, truyền lại cái di sản này cho thế hệ tiếp theo. Nhưng mà chị muốn tò mò chút xíu là cái đối tác khách hàng chính của The Herd là gì? The Herd rất là chú trọng về việc là mình có thể cung cấp được một nguồn thực phẩm an toàn, lành mạnh, đặc biệt là phải có giá cả phải chăng cho dân số đang tăng lên rất là nhiều của thế giới. Và đó là lý do vì sao mà công ty làm việc rất là nhiều với lại những người nông dân trên toàn thế giới và đặc biệt là nông dân ở Việt Nam nữa. Tuyệt vời. Chị có rất là nhiều câu hỏi khác để hỏi về cái sáng kiến của bên em, những cái thực hành của bên em. Thì em có thể chia sẻ thêm và giới thiệu chị thêm một vài góc nào đó đẹp đẹp của The Herd được không? Rồi chị Kelly, hôm bây giờ mình đang ngồi trước một cái bức tranh khá là đặc biệt á. Không biết là chị có thấy bức tranh này trước đây chưa? Chưa, chưa bao giờ thấy cái bức tranh này cả. Thì nếu mà có dịp đi tới Amsterdam ở bảo tàng Rijksmuseum thì đây là một trong những cái bức tranh gọi là đinh của bảo tàng. Thì chiếc cối xay gió ở trong bức tranh này là một trong những chiếc cối xay gió đầu tiên của The Herd từ rất là lâu rồi. Và hiện giờ đây cũng là một trong những cái biểu tượng
về sự khởi đầu của gia đình The Host. Ở đây chị thấy không gian rất là dễ thương, và ở đây cái bên mình còn có các cái hình ảnh con cò, thì nó có ý nghĩa gì với The Host em ha? Dạ, chị Kelly có nghe tới cám con cò bao giờ chưa? Yeah, có nghe. Là một cái tên rất là đặc trưng của ngành cám, ngành nông nghiệp Việt Nam đúng không? Thương hiệu cám con cò là một trong hai thương hiệu mà The Host mua lại vào năm 2021. Thì thương hiệu con cò đã có ở Việt Nam từ 30 năm rồi, là một trong những cái thương hiệu di sản. Đến năm 2021 thì The Host mua lại hai thương hiệu là Con Cò và An Cô, và hiện tại đang tiếp tục phát triển những thương hiệu này ở trên thị trường Việt Nam. Nhân tiện nói về câu chuyện cám con cò thì hồi nãy em có chia sẻ là The Host làm rất là nhiều với lại những người chăn nuôi trồng trọt, là nông dân đúng không? Vậy thì để mà làm việc với người nông dân để thúc đẩy phát triển bền vững thì nó có khó không em? Người nông dân hay là người chăn nuôi ấy, thì họ đều là những người kinh doanh, thì cái mà họ quan tâm tới đó là lợi nhuận của mình và sự phát triển và sự thành công của cái hoạt động kinh doanh của mình, và ở đây là cái trang trại của họ. Đối với những cái trang trại lớn, có quy mô lớn hơn và có sự đầu tư về công nghệ máy móc hiện đại, so sánh họ với lại các trang trại khác trong khu vực không có sự chênh lệch nhiều đâu. Họ thường sẽ rất là cởi mở để mà tiếp thu những cái kiến thức mới hay là tìm những cái công nghệ mới để giúp họ cải thiện năng suất, cũng như là giảm tải được cái nhiên liệu hay là cái chất thải ở trong trang trại. Còn cái sự quan tâm của đối với những cái trang trại nhỏ lẻ hơn á, thì họ sẽ quan tâm tới việc làm sao để con vật của mình ít bệnh, đảm bảo được an toàn sinh học xung quanh trang trại của mình. Thì khi mà mình hiểu được cái sự khác biệt và mối quan tâm đó giữa các phân khúc khác nhau, thì mình sẽ tìm được cái giải pháp nó đúng đắn hơn và phù hợp hơn để giúp trang trại mình phát triển một cách bền vững. Tất nhiên là hiện tại sẽ có nhiều cái giải pháp và công nghệ để mà giúp cho người chăn nuôi hoạt động một cách bền vững hơn. Ví dụ như làm sao để mà họ có thể giảm thiểu cái lượng kháng sinh sử dụng trong trang trại mà vẫn bảo vệ được sức khỏe của con vật. Tuy nhiên thì những cái này nó vẫn khá là mới, vì thế nên là The Host cũng cố gắng là thực hiện các cái dự án thử nghiệm kết hợp với lại những cái đối tác về công nghệ hay là đối tác về tài chính để mà đưa ra một cái mô hình mới như vậy, các khách hàng có thể làm theo. Và ở The Host thì với một cái phương châm hoạt động là on the farm approach, tức là với mỗi người nhân viên kỹ thuật hay là nhân viên kinh doanh của The Host, hầu như họ đều có kiến thức về chăn nuôi thú y hay là nuôi trồng thủy sản. Các anh chị sẽ đại diện The Host tới làm việc trực tiếp với lại khách hàng, với những người nuôi ở trên trang trại của họ, để tìm hiểu xem đâu là cái vấn đề mà có thể giúp họ cải thiện được cái năng suất chăn nuôi tốt hơn. Thì chị thấy đôi khi chúng ta nghĩ phát triển bền vững nó là một cái gì đó rất là tốt, nhưng mà nếu chúng ta áp đặt vào một cái cộng đồng, họ không nhìn thấy được cái giá trị đó, họ không nhìn thấy và cũng không nhận được những cái giá trị đó, thì có thể nó cũng sẽ khó để mà thực hiện được, đúng không em? Đúng rồi, đúng rồi chị Kelly. Chị Kelly ơi, tới văn phòng của The Host thì không thể nào mà bỏ qua cái view triệu đô này được. Quá là tuyệt vời luôn, rất là nhiều cây ở dưới đây nữa nè. Trên những cái phương tiện truyền thông á, của công ty The Host thì chị đọc được cái câu là đồng hành cùng người chăn nuôi địa phương phát triển. Thì vậy thì công ty có những cái hoạt động, những cái nỗ lực gì để thúc đẩy cái phương châm này? Đấy là một cái phương châm mà mỗi một người nhân viên như tụi em hay là với ban giám đốc đều rất là đau đáu. Mình luôn luôn tập trung vào khách hàng, luôn luôn tập trung vào những người chăn nuôi, nuôi trồng ở Việt Nam, bằng cách là đưa cho họ những cái lời khuyên hay là đưa cho họ những cái kiến thức mà họ có thể cập nhật áp dụng trong trang trại của mình. Tụi em cũng rất là chú trọng với việc là training, tập huấn cho những người chăn nuôi, bằng cách là có thể đưa họ tới châu Âu, đưa họ tới những cái đất nước mà The Host đang có mặt, để mà họ có thể thấy những cái trang trại quy mô lớn ở bên đó vận hành như thế nào, có điều gì hay ho mà họ có thể copy lại ở Việt Nam được hay không. Thì ở Việt Nam, The Host cũng đầu tư vào các cái trung tâm R&D, nghiên cứu phát triển, để mà có một cái cơ sở để mời những người chăn nuôi, nuôi trồng họ tới để họ xem cái hình thức chăn nuôi như thế nào cho nó phù hợp với lại điều kiện khí hậu của Việt Nam. Một cái mô hình mà The Host hướng tới đó là xây dựng chuỗi giá trị, để xây dựng cái sự hợp tác giữa những cái đối tác trong chuỗi. The Host sẽ luôn luôn chỉ muốn tập trung vào cái mà mình có thể làm tốt nhất, đó chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi. Và mình sẽ cần nhờ cậy, cần hợp tác với lại những chuyên gia, những công ty khác mà chuyên môn hơn, mà mình có thể xây dựng được một cái chuỗi giá trị nó hoàn chỉnh,
để mà hỗ trợ người nông dân không chỉ là có đầu vào tốt, đầu vào ở đây là thức ăn chăn nuôi này, là con giống, mà còn có một cái đầu ra kết nối với thị trường thông qua các cái công ty chế biến và giết mổ. Cái việc mà The Hearst đầu tư một cái trung tâm R&D, nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam thì cũng cho thấy là cái việc một cái dấu hiệu, một cái sự đầu tư cam kết để mà thúc đẩy cái sự phát triển ở địa phương. Chính xác như vậy. Và chị Kelly có biết là 11 năm trước khi mà em mới gia nhập The Hearst là dự án đầu tiên của em đó là việc xây dựng trung tâm R&D thủy sản ở Vĩnh Long. Wow, the first baby. First baby, rất là đặc biệt. Này ngồi xíu chị Kelly ha. Ok. Hồi nãy em có chia sẻ rất là nhiều những cái sáng kiến cũng như là những cái hoạt động để mà giúp nâng cao năng lực của nông dân cũng như là hộ chăn nuôi á. Thì em chia sẻ thêm là cái việc này nó sẽ giúp được gì cho cái sự phát triển bền vững của The Hearst cũng như là cộng đồng nói chung. Đối với việc mà giúp đỡ cho người chăn nuôi họ đạt được những cái năng suất tốt hơn, giá thành tốt hơn, sẽ thật sự giúp khách hàng của bên em có thể cạnh tranh được đối với những cái sản phẩm đang nhập khẩu từ nước ngoài mà giá rất là rẻ, hoặc là sẽ giúp họ vươn tới được những cái thị trường nước ngoài khó tính nữa. Để làm như vậy thì là bắt buộc là mình sẽ phải thật sự là nâng tầm cái giá trị của cái sản phẩm mà mình đang sản xuất tại Việt Nam. Và một cái yếu tố nữa đó là tụi em sẽ không chỉ tập trung vào người chăn nuôi con vật hay là người nuôi trồng thủy sản, mà cũng sẽ mở rộng cái bức tranh tới những người trồng những cái nguyên liệu cho ngành thức ăn chăn nuôi nữa. Thì chị Kelly có biết là những cái sản phẩm nguyên liệu mà sử dụng cho ngành thức ăn chăn nuôi, ví dụ như là bắp hay là lúa mì, hiện đang được nhập khẩu rất là nhiều không? Từ những nước như là Mỹ hay là châu Âu. Và đó là lý do vì sao mà The Hearst cùng với lại Bộ Nông nghiệp muốn phát triển một cái khu vực, một cái vùng trồng bắp để mà mình có thể chủ động hơn về cái nguồn nguyên liệu cho ngành thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Và từ đó cũng sẽ giúp cho những người trồng bắp ở đây họ cải thiện được cái năng suất của mình, cũng như là cải thiện được cái giá cả và để cái chất lượng đạt chuẩn để cung cấp vào những cái nhà máy như là The Hearst. Hay quá. Thì chị thấy rõ ràng phát triển bền vững như em chia sẻ thì nó là một cái hệ sinh thái, và mỗi một người, mỗi một cái cộng đồng, mỗi một cái bên liên quan đều có những cái đóng góp và gắn kết với nhau. Chính ở góc độ về bền vững. Chính xác rồi. Trong tiếng Anh thì mình hay có cái câu là you are as strong as your weakest link, tức là một cái chuỗi thì chỉ có thể khỏe như là một cái chain yếu nhất ở trong cái chuỗi đó. Khi mà nhìn vào cái bức tranh phát triển bền vững thì The Hearst sẽ luôn luôn phải tìm kiếm được đâu là những cái mắt xích ở trong chuỗi mà đang yếu nhất để mình có thể bổ sung, để mình có thể làm cái mắt xích đó khỏe lên. Hay quá, tuyệt vời. Wow, đây là không gian tự hào của The Hearst đúng không? À, chính xác rồi đó. Rất là nhiều bằng khen, chứng nhận và các cái giải thưởng mà công ty đã đạt được. Em có thể chia sẻ một vài cái kết quả mà tụi em rất là tự hào đạt được và nó có ý nghĩa gì quan trọng với lại công ty The Hearst cũng như là xã hội, và em có những cái mong muốn gì trong tương lai để có thể tiếp tục thúc đẩy cái những cái sáng kiến này không? Một trong những cái dự án mà The Hearst rất là tự hào ở Việt Nam đó là mình có thể xây dựng được một cái chuỗi giá trị mà mang được sản phẩm của người chăn nuôi Việt tới với những cái thị trường khá là khó tính. Ví dụ như là đối với cái chuỗi chăn nuôi gà trắng thì sản phẩm của chuỗi giá trị này đã được xuất khẩu đi Nhật Bản, là một trong những cái sản phẩm thịt gà đầu tiên mà có thể xuất khẩu sang một cái thị trường khó tính như vậy. Hay là không biết chị Kelly thỉnh thoảng có bay giữa Hà Nội và Sài Gòn không, thì những cái chuyến bay từ Hà Nội thỉnh thoảng sẽ có sản phẩm thịt gà tới từ Green Chicken, cũng là một trong những cái chuỗi của The Hearst. Đối với chuỗi thủy sản thì The Hearst cũng hỗ trợ những cái khách hàng của mình có thể xuất khẩu những sản phẩm như là cá tra hay là tôm tới các thị trường khó tính như là bên Mỹ hay là châu Âu nữa. Và cái tham vọng của The Hearst thật sự đó là có thể xây dựng được nhiều cái chuỗi giá trị như vậy để đưa cái sản phẩm của người chăn nuôi Việt Nam, người nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam tới những cái thị trường mà chúng ta hiện tại chưa có thể chinh phục được. Đối với những cái thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường châu Âu chẳng hạn, thì càng ngày họ sẽ càng có những cái tiêu chuẩn khó hơn, cao hơn, đặc biệt liên quan tới cái phần phát triển bền vững.
khi mà mình làm một cái dự án, một chương trình gì đấy và mình nhìn thấy được kết quả bằng cách là có thể mình đi buổi chuyến bay, mình nhìn thấy được cái sản phẩm mà chính cái nỗ lực phát triển bền vững của công ty đã tạo ra được, chị thấy đúng là thật sự rất là tự hào. Mời chị Kelly. Dạ, bật mí cho chị Kelly, đây là phòng của CEO Việt Nam. Wow, hèn gì xịn quá trời xịn luôn. Dạ. Chị có một cái câu hỏi nữa là cái công việc thì em đang làm nó cũng mang tính khá là tiên phong, nó giống như cái tên series Mở đường dẫn lối. Thường thì những cái công việc mới như thế này nó sẽ rất là khó khăn và nó rất là nhiều cái thách thức á. Thì điều gì khiến em vẫn muốn tiếp tục với nó? Đúng như chị Kelly nói, series của chương trình Mở đường dẫn lối nó mô tả rất là chính xác công việc của em hiện tại luôn. Thì em đã bắt đầu công việc về phát triển bền vững khoảng 2 năm trước rồi, và khi mà em nhận công việc này á, thì thật sự nó rất là mù mờ và nó rất là mới đối với cả em và đối với cả tổ chức của mình luôn và đối với thị trường nữa. Thì đó là lý do vì sao mà mọi công việc mà tụi em đang làm bây giờ nó đều liên quan tới thử nghiệm. Và một điều mà em rất là thích về cái văn hóa của The Host đó là tinh thần kinh doanh tự chủ và cái mong muốn là luôn luôn tìm được giải pháp, là tinh thần entrepreneurial và solution oriented. Thì đây là cái văn hóa mà luôn luôn theo sát tụi em, mỗi một hoạt động mà tụi em làm sẽ luôn luôn hướng tới việc là tìm ra những cái giải pháp thực thụ thay vì là mình chỉ nhìn vào những con số hay là báo cáo những cái con số đơn thuần hay thôi. Như chị Kelly cũng thấy là đây là phòng CEO và trên bức tường này là logo của chương trình Responsible Feeding, là chương trình phát triển bền vững toàn cầu của The Host. Nãy giờ mình có chia sẻ về câu chuyện hỗ trợ người nông dân, thì những cái ví dụ hay là những cái sáng kiến mà em chia sẻ nó chỉ nằm ở một khía cạnh của chương trình này thôi, đó là fostering community, hướng tới cộng đồng. Thì ngoài ra có những cái sáng kiến khác để củng cố cho nhân viên của mình, lực lượng nhân viên của mình có một cái môi trường làm việc tốt hơn. Một số cái dự án tiêu biểu của The Host như là hệ thống năng lượng mặt trời áp mái mà The Host sẽ áp dụng tại tất cả các cơ sở của mình, các nhà máy, các kho và các trang trại tại Việt Nam. Đối với cái logo này, vị trí logo được đặt ở trong phòng CEO cũng chứng tỏ là ban giám đốc của The Host rất là quan tâm tới chương trình phát triển bền vững này. Và đó là lý do vì sao mà em rất là yên tâm để mà mình có thể thử nghiệm, để mà mình có thể tiếp tục học thêm về mảng phát triển bền vững này. Những cái gì mà em chia sẻ, chị nhận thấy được là cái văn hóa rất là quan trọng luôn á. Khi một công ty có một cái văn hóa cởi mở và tạo điều kiện cho nhân viên có thể phát triển và cũng như tạo ra những cái giải pháp mới, sáng kiến mới, thì chị nghĩ đó là rất là một cái môi trường phù hợp để làm những cái công việc liên quan về phát triển bền vững. Khi mà nghe nói chuyện với em á, thì chị cảm thấy là cái ngành nông nghiệp rất là thú vị. Và thấy rõ ràng có rất là nhiều cái cơ hội để chúng ta làm. Nhưng mà thật ra bây giờ các bạn trẻ thì lại không quá quan tâm nhiều về cái mảng này. Có thể là do các bạn có cái sự gọi là chú ý khác về những cái ngành nó gọi là hot hơn, đúng không? Thì em có một cái lời khuyên hay chia sẻ nhắn nhủ gì các bạn về cái mảng nông nghiệp hay không? Chắc là một lời khuyên rất là chân thành mà em dành cho các bạn là các bạn phải suy nghĩ rất là cẩn thận trước khi quyết định làm trong ngành nông nghiệp. Bởi vì làm rồi sẽ bị ghiền, làm rồi không ra được. Làm trong ngành nông nghiệp thật ra là khá là vui. Nó cũng khác với những gì mà em tưởng tượng khi mà em bắt đầu làm ở The Host dưới vị trí intern là một cô bé sinh viên, thì em cũng chưa bao giờ nghĩ tới là mình sẽ làm việc ở một công ty nông nghiệp. Nhưng mà khi mà vào rồi thì mình có được rất là nhiều trải nghiệm, bởi vì mình được đi khắp nơi, mình được đi tới những cái vùng nông thôn rất là hẻo lánh, nơi mà có các cái trang trại nhỏ lẻ, hay là mình cũng được tiếp cận đi tới những cái trang trại lớn mà rất là hiện đại. Mình luôn luôn được có những cái trải nghiệm mới ở trong Việt Nam hay là ở nước ngoài nữa. Bên cạnh đó thì ngành nông nghiệp là một cái mà nó rất là gần đối với hoạt động hàng ngày của mình. Trong ngành này thì mình sẽ biết được là miếng thịt gà, miếng thịt heo mà mình hay là gia đình của mình mua hàng ngày ở siêu thị hay là ở chợ nó đến từ đâu. Và đó là lý do vì sao mà mình có một cái động lực để mà làm sao đóng góp để sản xuất ra được cái nguồn thực phẩm nó an toàn. Thứ nhất là cho mình, thứ hai là cho gia đình mình và cho những cái cộng đồng xung quanh mình nữa. Và cái cuối cùng thì em thấy là Việt Nam là một nước rất là mạnh về nông nghiệp. Và ngành nông nghiệp sẽ luôn luôn được quan tâm và mình sẽ không bao giờ phải lo là nông nghiệp sẽ bị lỗi thời hết. Đó là lý do vì sao mà em rất là mong và khuyến khích các bạn sẽ cởi mở và tìm hiểu thêm về ngành nông nghiệp
và sẽ thử cho mình một cái cơ hội công việc ở một công ty trong ngành nông nghiệp xem sao. Ra nông nghiệp thì mình hoàn toàn có thể làm những cái mảng khác liên quan về nông nghiệp, ví dụ như công nghệ, ví dụ như là ứng dụng những cái giải pháp mới và marketing, truyền thông, phát triển bền vững. Và các bạn dùng năng lực của các bạn từ bất cứ chuyên môn nào có thể ứng dụng được cho cái ngành này thì sẽ tạo ra rất là nhiều cái giá trị, đúng không? Chính xác rồi. Chị cảm ơn Emily rất là nhiều đã dành thời gian dẫn chị đi vòng vòng tham quan văn phòng của Dehost, cũng như là chia sẻ về những cái sáng kiến rất ý nghĩa của Dehost để thúc đẩy thực hành phát triển bền vững ở Việt Nam. Dạ, em xin cảm ơn chị Kelly và Team Media or Community rất là nhiều đã cho tụi em cơ hội để được kể về những chương trình mà tụi em đang làm. Thật sự thì những chương trình này rất là tâm huyết đối với team em, và nó là một quá trình, nó là một hành trình mà tụi em mới chỉ bắt đầu thôi, và sẽ cần rất là nhiều cái năng lượng, đặc biệt là từ các bạn trẻ, để mà có thể cùng tụi em thực hiện hóa những cái ý tưởng này nữa. Cảm ơn em. Thank you chị Kelly. Vậy là chúng ta vừa tham quan văn phòng và cả nhà máy của công ty Dehost đang thực hành phát triển bền vững tại Việt Nam. Qua câu chuyện vừa rồi, mình rút ra được 3 điều quan trọng. Điều thứ nhất, phát triển bền vững là triết lý kinh doanh giúp doanh nghiệp cùng các đối tác, khách hàng của mình có thể phát triển tốt nhất trong một hệ sinh thái chung. Điều thứ hai, chính là việc đầu tư xây dựng năng lực của cộng đồng địa phương là một trong những yếu tố quan trọng giúp mang lại sự phát triển lâu dài nơi doanh nghiệp kinh doanh hoạt động. Điều thứ ba, nông nghiệp là một lĩnh vực cực kỳ thú vị, nhiều không gian để các bạn có thể tham gia và đóng góp, đặc biệt là thúc đẩy nông nghiệp bền vững, một trong những ngành quan trọng và đóng vai trò thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Mình hy vọng những chia sẻ vừa rồi hữu ích cho các bạn, và hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi series Mở đường dẫn lối. Hẹn gặp lại các bạn trong tập kế tiếp.